Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Đây là bản tin 2 News ngày 16 tháng 11. Galaxy S9 Mini sẽ ra mắt năm tới với màn hình 4 inch. Smartphone Sony mới với tên mã Adventure, rò rỉ cấu hình Gen Z FX Bench. Mozilla tung ra trình duyệt Firefox Quantum mới, dừng kinh doanh điện thoại thương hiệu Lenovo tại Việt Nam. Gần đây có rất nhiều tin đồn xung quanh về việc Samsung sắp phát hành một chiếc điện thoại cao cấp với màn hình 4 inch vào năm sau. Thông tin mới này đến từ ValueWorld, một trang tin tức hàng đầu tại Mỹ. Nguồn tin cho biết Galaxy S9 Mini sẽ cùng với Galaxy S9 và S9 Plus ra mắt vào năm sau. Ngoài ra thì Galaxy S9 Mini cũng sẽ có màn hình vô cực tràn cảnh, tuy nhiên không rõ thông số kỹ thuật sức mạnh sẽ thế nào. Trước đây thì cũng đã không ít lần xuất hiện tin đồn về các phiên bản Galaxy S7 Mini, Galaxy S8 Mini, nhưng cuối cùng những thiết bị này vẫn không được Samsung giới thiệu trên thực tế. Do đó thì chúng ta vẫn chưa có gì đảm bảo rằng Galaxy S9 Mini sẽ được tung ra thị trường. Cũng không loại trừ trường hợp Samsung dùng Galaxy S9 Mini để xâm nhập vào các thị trường ngách, vì hiện nay hầu như không có chiếc smartphone nào sở hữu màn hình 4 inch được tung ra sau iPhone SE. Hiện tại thì iPhone SE màn hình 4 inch được Apple ra mắt vào tháng 3 năm 2016, cùng với iPhone 6S đang chứng kiến doanh số rất ấn tượng. Vì vậy, Samsung có thể sẽ nhắm tới những khách hàng đang muốn có một chiếc smartphone Android mạnh mẽ nhưng nhỏ gọn. Người ta nói rằng đã có hơn 8.000 bài đăng về Galaxy S9 Mini trên các trang mạng xã hội Reddit. Ngày hôm qua thì chúng ta có những thông tin rò rỉ trên trang GFX Pen và thiết bị này đến từ hãng Sony. Và với tên mã là Adventure khá là thú vị, chiếc máy này chúng ta sở hữu với cấu hình cơ bản của những chiếc smartphone tầm trung đó giờ của Sony. Và một điều đặc biệt hơn nữa là trên chiếc smartphone này sẽ có sự xuất hiện của cụm camera kép lần đầu tiên trên dòng Xperia. Cấu hình của mẫu H32XX dự kiến sẽ kế nhiệm cho Xperia XA1 Ultra hiện tại với màn hình là 6 inch với độ phân giải là Full HD. Sử dụng con chip Snapdragon 630, RAM là 4GB và ổ nhớ trong là 32GB, cụm camera chính có độ phân giải 23MP, cụm camera phụ có độ phân giải là 16MP và 8MP. Chúng ta sẽ có hệ điều hành là chạy Android mới nhất Oreo 8.0. Theo nguồn tin cho biết thì các thiết bị tầm trung năm sau của Sony sẽ có kiểu dáng gần giống với Galaxy XZ Premium hiện tại. Đặc biệt là cụm cảm biến vân tay sẽ được di chuyển sang mặt lưng, trong khi đó thì hai viền hai bên sẽ rất mỏng. Hy vọng là Sony sẽ mang những nâng cấp đáng giá cho dòng tầm trung của hãng vào năm sau. Bởi vì hiện tại thì thị trường smartphone của chúng ta đang cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Sony phải thay đổi thật sự mạnh mẽ thì mới có thể trụ vững được ở trong thị trường này. Mozilla đã vừa chính thức việc phát triển cũng như là phát hành chính thức bản cập nhật lớn nhất trong 10 năm qua dành cho Firefox, mang số hiệu là 57. Trước đây thì phiên bản này cũng có tên gọi được biết đến là Quantum. Theo Mozilla, Firefox mới chạy nhanh hơn đáng kể về mọi phương diện nhờ vào việc được viết lại hoàn toàn thay vì dựa trên quá nhiều nền tảng mã cũ. Ngoài ra thì khi so với Chrome của Google, Firefox 57 cũng nhanh gấp đôi và sử dụng bộ nhớ ít hơn 30%. Tài liệu công bố cũng cho thấy đã có 4,9 triệu dòng lệnh được Mozilla bổ sung, cùng với 6,9 triệu dòng lệnh được hơn 700 lập trình viên điều chỉnh lại. Trình duyệt mới nhất thì cũng vẫn tương thích với hơn 5.000 phần mở rộng extension. Về phía người dùng thì khi họ chuyển từ các trình duyệt khác, việc nhập bookmark, lịch sử duyệt web và các thành phần khác đều có sẵn công cụ hỗ trợ. Ngoài ra thì Firefox 57 cũng tích hợp cơ chế đồng bộ các tab và chụp ảnh màn hình. Hiện tại thì Firefox 57 đã được phát hành cho cả macOS, Windows và Linux. Trong khi đó thì giao diện mới sẽ sớm có mặt trên hệ điều hành Android và iOS. Ông Nick Reynolds, giám đốc tiếp thị khu vực châu Á Thái Bình Dương của hãng Lenovo, đã xác nhận rằng điện thoại Lenovo sẽ không còn bán tại thị trường Việt Nam. Việc sản xuất điện thoại thương hiệu Lenovo sẽ chấm dứt trên toàn cầu. Một vài kênh phân phối có thể còn bán nguồn hàng từ các đợt trước, ông Nick nói với ICT News hôm ngày 15 tháng 10. Theo ông Nick thì Lenovo sẽ chỉ tập trung phát triển thương hiệu điện thoại Motorola, vốn được biết đến nhiều hơn trên toàn cầu. Nhật Bản, Úc, châu Âu là những khu vực ưa chuộng điện thoại Motorola. Việc tập trung phát triển thương hiệu Motorola nhằm tiết kiệm nguồn lực thay vì phải dồn sức cho cả hai thương hiệu Lenovo và Motorola. Tại Việt Nam thì theo thống kê của GfK tháng 5 năm 2017, Lenovo đang đứng thứ 12 trên thị trường với thị phần 0,7%. Trước đó, khi được hỏi về chiến lược kinh doanh của Lenovo trong mảng điện thoại di động thì ông Ken Wong, giám đốc Lenovo khu vực châu Á Thái Bình Dương nói rằng hiện tại thì hãng đang phát triển tại các quốc gia như Mỹ Latin, Mỹ và mới tham gia vào thị trường Ấn Độ. Ông Ken cũng cho biết thêm là sẽ đẩy mạnh và phát triển ở những thị trường mà Lenovo đang phát triển tốt để tạo hiệu ứng cho các thị trường tiếp theo. Và vừa rồi mình vừa điểm qua những tin tức có trong 2 News ngày hôm nay. Nếu các bạn còn muốn update thêm những tin tức mới thì ngại ngần gì, nhấn nút subscribe cũng như là like, share, ủng hộ cho Thế Giới Di Động. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye!